Hey guys, welcome back to Lời Giải Hay.com channel. Chào các em, chào mừng các em đã quay trở lại với kênh của Lời Giải Hay.com. Today we learn Unit 4, Urbanization. Hôm nay cô cho mình tiếp tục tìm hiểu bài số 4, nói về sự đô thị hóa, Part 3, Reading. Và phần số 3 hôm nay chúng ta cùng học đó là phần kỹ năng đọc. Urbanization in Hà Nội. Sorry, of Hà Nội. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về sự đô thị hóa của Hà Nội. Ok, now, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm bài thứ nhất trước nhé. Working pairs, look at the pictures in the article in 2 below. Discuss the following questions. Bài này yêu cầu chúng ta là hãy làm việc theo cặp. Hãy nhìn vào những hình ảnh trong bài viết ở bài số 2 dưới đây và thảo luận các câu hỏi sau đây. Number 1. What can you see in each picture? Bạn nhìn thấy gì trong mỗi bức tranh? Number 2. What do the pictures tell you about Hà Nội and people's life in the city? Và câu hỏi số 2 có nghĩa là những bức tranh cho bạn biết điều gì về Hà Nội và cuộc sống của người dân thành phố? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn các bức tranh. Chúng ta thấy hai bức tranh đầu tiên, An Old Street in Hà Nội, đường phố cổ ở Hà Nội. The way Hanoians got around. Và chúng ta có là gì nhỉ? Cách người Hà Nội di chuyển, đúng không? Bức tranh số 3 và bức tranh số 4. A new image of Hà Nội. Hình ảnh mới của Hà Nội. Transport in Hà Nội now. Và các phương tiện ở Hà Nội bây giờ. Vậy chúng ta sẽ so sánh các bức tranh này. Vậy chúng ta thấy rằng trong bức tranh thứ nhất, đúng không? Và bức tranh thứ hai thì có thể thấy những con đường phố cổ của Hà Nội. Đây, bức tranh thứ nhất và bức tranh thứ hai. Đó, hầu như là chỉ có những tòa nhà thấp tầng và người dân chủ yếu di chuyển bằng cách đi bộ này, đúng không? Hoặc là đi xích lô, đó. Hay là đi xe đạp hoặc là xe điện. Hoặc là đi tàu, đúng không ạ? Vậy chúng ta có thể nói như sau. Thứ nhất, chúng ta sẽ so sánh bức tranh số 1 trước và bức tranh số 2. Vậy cô có thể so sánh như sau. In the first picture, I can see an old street in Hà Nội. There are only low-rise colonial-style buildings. There are also many pedestrians. I can also see people buying and selling goods in an open-air market or wet market. It seemed that people used to walk a lot more then. Life was simple and the streets were quiet. Trong bức tranh thứ nhất, đúng không? Tôi có thể nhìn thấy những phố cổ ở Hà Nội này. Đó. Tiếp theo là gì nhỉ? Có rất là ít những tòa nhà thấp tầng kiểu thuộc địa. Đó, chỉ có những tòa nhà thấp tầng kiểu thuộc địa thôi. Và có rất là nhiều đường dành cho người đi bộ. Tôi cũng có thể nhìn thấy mọi người mua và bán các sản phẩm hàng hóa ở ngoài chợ, đúng không? Ngoài chợ mở ra đấy, đúng không? Nó dường như là mọi người đã từng phải đi bộ rất nhiều. Đó, nhiều hơn bây giờ, đó. Cuộc sống thì đơn giản và đường phố thì rất là yên tĩnh. Tiếp tục bức tranh số 2, cô có miêu tả bức tranh như sau. In the second picture, I can see a narrow street. There is also a tram line in the middle. People are also riding bicycles. The buildings are still low rises with no more than 3 or 4 stories. Many people still get around on foot, but there are also other forms of transport in the city. Bicycles, rickshaws, and trams. The city also looks more crowded. Trong bức tranh số 2, tôi có thể nhìn thấy một con đường rất là hẹp. Và cũng có những cái đường tàu, có một đường tàu ở giữa. Mọi người cũng đạp xe, đúng không? Riding bicycle là mọi người đạp xe đạp này. Các tòa nhà thì vẫn thấp tầng và không quá 3-4 tầng. Rất nhiều người thì đi lại bằng chân, đó, đi lại bằng chân với lại đi bộ. Nhưng mà cũng có các hình thức khác để di chuyển xung quanh thành phố như là đi xe đạp này, đi xe kéo này, hoặc là đi bằng tàu. Và thành phố nhìn trông có vẻ đông đúc hơn. Tiếp tục trong bức tranh số 3, cô có miêu tả như sau. In the third picture, I can see a large area of the city. There is a very big lake surrounded by many high-rise and modern buildings. I can also see many trees in this area. Cô có miêu tả bức tranh số 3 như sau. Trong bức tranh số 3 thì tôi có thể nhìn thấy một khu vực rộng lớn của thành phố. Có một cái hồ lớn bao quanh bởi rất nhiều những tòa nhà cao tầng và hiện đại. Và tôi cũng có thể nhìn thấy rất là nhiều cây ở trong khu vực này. Cuối cùng,
In the fourth picture, I can see an overcrowded railway above big roads. The train looks fast and modern. One road is full of traffic as there are many cars. City dwellers now can use modern transport such as fast trains and cars, but they spend more time sitting down or get stuck in traffic jams more often. Life is dynamic but stressful. Trong bức tranh số 4, cô có miêu tả như sau. Trong bức tranh số 4 thì tôi có thể nhìn thấy một con đường ở trên cao, đúng không? Một cái tàu ở trên cao. Ở bên trên những con đường to, đúng không? Tàu trên cao, bên trên những con đường lớn. Cái tàu đấy trông rất là nhanh và hiện đại. Một đường thì đầy xe cộ bởi vì có rất nhiều ô tô. Đó. Cư dân trong thành phố bây giờ có thể sử dụng các phương tiện hiện đại, ví dụ như là tàu cao tốc hoặc là ô tô. Nhưng mà họ cũng dành nhiều thời gian để ngồi, đúng không? Sitting down, ngồi xuống. Hoặc là bị tắc đường thường xuyên hơn. Cuộc sống thì có thể như là rất là năng động nhưng mà lại căng thẳng. Đó. Vậy đó là phần miêu tả trong bài thứ nhất của cô nói về bốn bức tranh. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang bài số 2 kem nhé. Trong bài số 2 chúng ta thấy có yêu cầu như sau. Read the article, choose the correct meanings of the highlighted words. Bài số 2 yêu cầu chúng ta là hãy đọc bài viết, chọn nghĩa đúng của các từ được đánh dấu sau đây. Trong bài các bạn sẽ thấy có rất nhiều từ đánh dấu màu vàng. Residents, colonials, gradually, modernizing và có từ concern. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc bài báo này trước nhé. Bài báo có tên là Hà Nội Then and Now. Hà Nội xưa và nay, đúng không? Chúng ta sẽ chia bài này, chúng ta thấy rằng là có mấy đoạn nhỉ? Bài này chúng ta sẽ chia làm 5 đoạn, đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc từng đoạn một và chúng ta dịch nghĩa các đoạn này kèm nhé. Hà Nội Then and Now. Hà Nội xưa và nay. Hà Nội Then and Now exhibition has attracted thousands of visitors this week. This picture has brought back childhood memories to old residents. Why helping younger generation seen how the city has changed over the years? Đoạn này có nghĩa như sau. Triển lãm Hà Nội xưa và nay thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan trong tuần này. Những bức tranh đã gợi lại ký ức tuổi thơ cho những cư dân lớn tuổi, đồng thời giúp thế hệ trẻ thấy được thành phố đã thay đổi như thế nào trong những năm qua. In the Van Hall, visitor can see pictures of a 20th century Hà Nội. Back in 1954, it was a small city with a population of about 530,000 residents in an area of about 152 square kilometers. The capital's famous Old Quarter or 36 Old Street dates back hundreds of years, with each street focusing on a different trade or craft. Tại sảnh xưa, du khách có thể chiêm ngưỡng những bức tranh về Hà Nội của thế kỷ 20, trở lại năm 1954. Đây là một thành phố nhỏ với dân số khoảng 530.000 người trên diện tích khoảng 152 km². Khu phố cổ hay là 36 phố phường nổi tiếng của thủ đô có niên đại hàng trăm năm, với mỗi con phố thì tập trung vào một ngành nghề buôn bán hoặc là thủ công khác nhau. My parents couldn't afford a motorbike or car. Most residents used to get around by bicycle or on foot, said an 80-year-old visitor. Trams, which began service in 1901, were a popular means of public transport until 1991. Buses were not very frequent then. People lived and worked in low-rise buildings. The city was a fascinating mixture of French colonial buildings and traditional Eastern architecture. Đoạn này có nghĩa như sau. Bố mẹ tôi không đủ tiền mua xe máy hoặc ô tô. Đó. Hầu hết người dân thường di chuyển bằng xe đạp hoặc là đi bộ. Đó là lời của một du khách 80 tuổi cho biết. Xe điện bắt đầu hoạt động vào năm 1901, là phương tiện giao thông công cộng phổ biến cho đến năm 1991. Khi đó xe buýt không còn phổ biến nữa.
Người dân sống và làm việc trong những tòa nhà thấp tầng. Thành phố này là sự kết hợp hấp dẫn giữa các tòa nhà thuộc địa Pháp và kiến trúc truyền thống của phương Đông. The now picture shows a modern city with a population of over 8 million people. Over the years, the urban area has gradually expanded to over 3,000 square kilometers, including many of the surrounding villages. As rural residents move into Hanoi, the government is providing more affordable housing. More high-rise buildings have also been built. Hanoi has improved its transport of infrastructure, building new roads and bridges. It is modernizing bus services using more electric ones. The Hanoi Metro opened to the public in 2021 and is expected to include more lines by 2030. Đoạn số 3. Đoạn số 4 có nói rằng như sau. Những bức ảnh này cho thấy một thành phố hiện đại với dân số hơn 8 triệu người. Qua nhiều năm, khu đô thị đã dần rộng hơn, tới hơn 3.000 km², bao gồm nhiều làng xung quanh. Khi người dân nông thôn chuyển đến Hà Nội, chính phủ đang cung cấp nhiều nhà ở giá cả phải chăng hơn. Nhiều tòa nhà cao tầng cũng được xây dựng. Hà Nội đã cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông, xây dựng cầu, đường mới. Nó đang hiện đại hóa các dịch vụ xe buýt, sử dụng dịch vụ điện nhiều hơn. Metro Hà Nội mở cửa phục vụ công chúng vào năm 2021 và dự kiến sẽ có thêm nhiều tuyến vào năm 2030. However, urbanization has created new problems. As more people come to seek better jobs opportunities, the city is getting more and more crowded. This has led to more traffic jam and higher unemployment rate, said a 21-year-old student. Air pollution has also causing concern among city residents. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa đã tạo ra những vấn đề mới. Một sinh viên 21 tuổi cho biết, khi nhiều người đến tìm kiếm cơ hội việc làm tốt hơn thì thành phố ngày càng đông đúc hơn. Điều này dẫn đến ùn tắc giao thông nhiều hơn và tỷ lệ thất nghiệp cao hơn. Ô nhiễm không khí cũng đang gây lo ngại cho người dân trong thành phố. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem các từ mới màu vàng có nghĩa là gì các em nhé. Chúng ta có number one, chúng ta có danh từ residence. Danh từ resident mang nghĩa là cư dân. Vậy chúng ta sẽ xem cư dân nghĩa là gì. A. People who live in a particular place. Đó là mọi người sống ở trong một khu vực cụ thể, ở trong một nơi cụ thể. B. Buildings in a particular place. Những tòa nhà ở một nơi cụ thể. Vậy cư dân là con người chứ không phải là tòa nhà. Do vậy đáp án trong câu số 1 chúng ta sẽ chọn đó là đáp án A. Đó là những người sống ở một khu vực cụ thể các em nhé. Number 2, chúng ta có từ colonial. Colonial mang nghĩa là thuộc địa. Chúng ta có đáp án A. Connected with a native country. Đáp án A, đó là gắn liền với quê hương. Đáp án B, connected with a country that controls another country. Gắn liền với một quốc gia, kiểm soát một quốc gia khác. Vậy chúng ta thấy thuộc địa đó chính là một quốc gia kiểm soát một quốc gia khác, đúng không? Vậy đáp án B là đáp án chính xác cho từ colonial. Number 3, chúng ta có trạng từ gradually. Gradually mang nghĩa là dần dần. Chúng ta có đáp án A, slow over a period of time. Từ từ trong một khoảng thời gian, đúng không? Đáp án B, quickly over a short time. Nhanh chóng trong một thời gian ngắn. Vậy chúng ta thấy từ dần dần nghĩa là như thế nào nhỉ? Một hành động rất là chậm, từ từ, đúng không? Vậy đáp án A là đáp án chính xác. Nó từ từ trong một khoảng thời gian. Number 4, câu số 4. Chúng ta có từ modernizing. Modernizing, mình có modern là hiện đại. Đó, vậy modernizing mang nghĩa là hiện đại hóa. Chúng ta có đáp án A, making something attractive, làm cái gì đó hấp dẫn. Đáp án B, making use of the latest technology or design or etc. Sử dụng công nghệ, thiết kế mới nhất, vân vân. Vậy chúng ta thấy rằng hiện đại hóa có nghĩa là sử dụng, đúng không? Làm cho cái gì đó
thuộc về công nghệ mới nhất hoặc thiết kế mới nhất. Vậy đáp án B là đáp án chính xác trong câu số 4. Next, number 5, concern. Concern là mối quan tâm. Chúng ta có đáp án A, a feeling of satisfaction, cảm giác hài lòng. B, a feeling of worry about something important, cảm giác lo lắng về điều gì đó quan trọng. Vậy chúng ta thấy rằng mối quan tâm đó là cảm giác lo lắng về điều gì đó quan trọng nhé. Vậy đáp án B là đáp án chính xác cho câu số 5, concern là mối quan tâm. Vậy đó là thuộc về bài thứ 2, nói về các tính từ. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang bài tiếp theo, bài số 3. Chúng ta có bài số 3 có yêu cầu như sau. Read the article again. Put the main ideas in the order they appear in the article. Bài số 3 có yêu cầu là đọc lại bài báo. Hãy sắp xếp các ý chính theo thứ tự chúng xuất hiện trong bài. Chúng ta có 4 đáp án A, B, C, D như sau. The correct order is... Thứ nhất là đáp án, đúng không? Vị trí đúng là... Thứ tự đúng là... Đáp án A này. Hanoi's modern infrastructure and architecture. Đáp án A nói rằng cơ sở hạ tầng và kiến trúc hiện đại của Hà Nội. B. The challenges of urban growth. Những thách thức của phát triển đô thị. C. Hà Nội as a small city with old streets selling different products. Đáp án C. Hà Nội như một thành phố nhỏ với những phố cổ bán nhiều sản phẩm khác nhau. Đáp án D. 20th century transport and architecture. Và đáp án D là giao thông và kiến trúc thế kỷ 20. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem thứ tự đúng là gì kèm nhé. Chúng ta thấy trong bài 1, trong đoạn số 1 có nói đến như sau. Đây là một triển lãm, đúng không? Đó. Đoạn số 1 đây. Triển lãm ở sảnh ven, đó, sảnh, ở sảnh có nghĩa là sảnh ngày xưa, đúng không? Khách du lịch có thể nhìn những bức tranh của thế kỷ 20 của Hà Nội. Vậy chúng ta thấy rằng đoạn số 1 đang nói là gì? Hà Nội giống như là một thành phố nhỏ, đúng không? Với những phố cổ và bán những sản phẩm khác nhau. Đó, ví dụ như đoạn cuối cùng có nói đến là gì nhỉ? The capital famous old quarter or 36 Old Street date back hundreds of years with each street focusing on a different trade or craft. Phố cổ của cái thủ đô thì nổi tiếng với cái từ là Old Quarter, phố cổ, hoặc là 36 phố phường, đó, có niên đại hàng trăm năm, và mỗi phố thì tập trung vào một sản phẩm kinh doanh khác nhau, hàng hóa dịch vụ khác nhau. Vậy chúng ta thấy rằng đoạn số 1 đang nói là Hà Nội giống như một thành phố với những phố cổ bán các sản phẩm khác nhau. Do vậy chúng ta sẽ điền câu số 1 đó chính là đáp án C là phù hợp nhất. Đó. Tiếp tục trong đoạn số 2 chúng ta sẽ thấy một cụ ông 80 tuổi có nói là gì nhỉ? Bố mẹ tôi thì không đủ tiền, đúng không? Để mua một xe máy hoặc là một cái ô tô. Đó. Sau đó có nói đến tiếp theo là nói về các phương tiện. Đó, phương tiện ví dụ như là gì nhỉ? Trams, đúng không? Tàu này. Bắt đầu dịch vụ vào năm 1901. Đó. Rồi là có các loại gì nhỉ? Xe buýt này, đúng không? Đó. Rồi là mọi người sống ở các tòa nhà thấp tầng. Đó, vậy đang nói về kiến trúc ở thế kỷ 20, đúng không? Đó, 1901 và 1991 là thế kỷ 20. Tiếp tục nói đến kiến trúc như là gì? Colonial buildings, các tòa nhà thuộc địa của Pháp đấy, hay là các kiến trúc của phương Tây truyền thống. Vậy chúng ta thấy rằng đoạn số 2 đang nói về các loại phương tiện và kiến trúc của thế kỷ 20. Do vậy trong đoạn số 2 đáp án chính xác chúng ta sẽ điền vào đó chính là đáp án D đó. Phương tiện đi lại của thế kỷ 20 và kiến trúc của nó. Vậy đáp án số 2 chúng ta chọn là đáp án D kem nhé. Tiếp tục câu số 3, đoạn số 3 chúng ta thấy có nói tiếp như sau. Trong đoạn 3 và đoạn 4 thì các bức tranh chúng ta vừa thấy rằng nói về những cái thứ hiện đại của ngày nay, đúng không? Vậy đoạn 3 có nói đến tiếp theo như sau. Thứ nhất nói về
Nói về kiến trúc. More high-rise buildings have also been built. Các tòa nhà cao tầng cũng được xây dựng ở đây. Đó. Hà Nội thì đã cải thiện những cái cơ sở hạ tầng về phương tiện giao thông, đã xây những con đường mới và những cây cầu mới. Rồi nó được hiện đại hóa các dịch vụ về xe buýt, sử dụng các phương tiện về điện nhiều hơn. Vậy chỗ này đang nói về gì nhỉ? Về cơ sở hạ tầng hiện đại của Hà Nội, đúng không? Đó, và nói về kiến trúc của Hà Nội, đó là những tòa nhà cao tầng được xây dựng lên. Do vậy thì đoạn số 3 chúng ta thấy rằng đang nói về sự hiện đại, cơ sở hạ tầng hiện đại của Hà Nội và những kiến trúc của nó. Vậy chúng ta sẽ chọn câu số 3, đó là đáp án A. Cuối cùng, đoạn số 4. Trong đoạn số 4 chúng ta thấy nói về sự đô thị hóa đã tạo nên những vấn đề mới, đúng không? Ví dụ như là những cơ hội việc làm tốt hơn này, đúng không? Thành phố thì càng ngày càng đông hơn. Điều này dẫn đến là gì? Dẫn đến là lắc đường nhiều hơn và tỷ lệ thất nghiệp cao hơn. Đó. Rồi là ô nhiễm không khí thì cũng tăng lên, đúng không? Bởi vì là nhiều người. Vậy chúng ta thấy rằng đáp án trong đoạn số 4 nói về những thách thức của sự phát triển đô thị. Vậy đáp án số 4 chúng ta sẽ chọn đó chính là đáp án B, là đáp án cuối cùng. Những thách thức của sự phát triển đô thị, các em nhé. Vậy đó là đáp án của bài số 3, nói về ý chính của các đoạn. Bây giờ chúng ta cùng nhìn vào đoạn cuối cùng, đoạn số 4. Bài số 4 có yêu cầu như sau. Bài số 4. Read the article again and complete the table using no more than 3 words and or a number for each gap. Bài số 4 có yêu cầu là đọc lại bài báo và hoàn thành bảng với không quá 3 từ và hoặc là một con số cho mỗi chỗ trống sau đây. Chúng ta có 3 câu. Thứ nhất là Hà Nội. Thứ hai là 20th century, thế kỷ 20, now là bây giờ. Trong Hà Nội chúng ta sẽ so sánh các yếu tố. Thứ nhất là area, diện tích, population, về dân số, public transport, phương tiện công cộng, và architecture là về kiến trúc. 20th century, thế kỷ 20. Thứ nhất chúng ta sẽ xem nhé. Trong thế kỷ 20, about that dot square kilometer 1954. Khoảng bao nhiêu km vuông vào năm 1954. Vậy thông tin trong bài các bạn sẽ thấy. Đây. Thông tin trong bài của đoạn thứ nhất có nói như sau. Back in 54, it was a small city with a population of about 530,000 residents in an area of about 152 square kilometers. Quay trở lại vào năm 1954, đây là một thành phố nhỏ với dân số khoảng 530.000 cư dân, với diện tích là khoảng 152 km2. Đó, vậy chúng ta thấy rằng trong năm 1954 nói đến là 152 km2, các em nhé. Vậy đáp án trong câu số 1 các em sẽ điền được đó là gì nhỉ? Đó là 152 km2. 152 đó, square kilometer. Còn hiện tại thì thấy là gì nhỉ? Over 3000 square kilometer. Hơn 3000 km2. Tiếp tục population, về dân số. About 530,000 people, 1954. Khoảng 530.000 người vào năm 1954. Còn bây giờ thì bao nhiêu? Over that people, hơn bao nhiêu? Vậy thông tin trong bài nói về hiện tại, đúng không? Chính là đoạn số 3 có nói đến như sau. Đây. The now picture shows a modern city with a population of over 8 million people. Bức tranh ngày nay thì thể hiện một thành phố hiện đại với cư dân khoảng hơn 8 triệu người. Đó, vậy chúng ta sẽ điền được đáp án trong câu số 2, đó là hơn 8 triệu người. Đó, over 8 million people. Chúng ta sẽ điền đó là 8 million, 8 triệu. Đó, hơn 8 triệu người, các em nhé. Tiếp tục về public transport, phương tiện công cộng. Number 3, dot dot, and buses. Và xe buýt. Vậy cái gì và xe buýt?
thuộc về phương tiện công cộng của ngày xưa, đúng không? Vậy chúng ta sẽ thấy thông tin trong đoạn số 2 có nói đến như sau. Đây. Trams, which began service in 1901, were a popular means of public transport until 1991. À, tàu được bắt đầu dịch vụ vào năm 1901 là một phương tiện công cộng phổ biến cho đến năm 1991. Tiếp tục nói đến câu sau là buses were not very frequent then. Xe buýt thì không thường xuyên lắm, đúng không? Thì chúng ta thấy rằng ngày xưa là nói đến đó là gì? Trams, tàu. Đó, tàu sử dụng nhiều. Vậy thì trong câu số 3 các bạn sẽ điền đó là từ đó chính là từ trams. Xe điện. Đó, tàu điện, đúng không? Trams. Tiếp tục. Now, bây giờ này. Modern buses and da da. À, những xe buýt hiện đại và cái gì? Vậy thông tin trong bài các bạn sẽ thấy có nói đến như sau. Ngày nay đây, đúng không? Đây. The Hà Nội Metro opened to the public in 2021. Đó. And expected to include more lines by 2030. À, tàu của Hà Nội, đúng không? Mở cửa vào tàu trên cao đấy. Hà Nội Metro là tàu trên cao của Hà Nội, mở cửa đến du khách, đúng không? Đến cộng đồng vào năm 2021 và được mong đợi là thêm nhiều tuyến đường mới vào năm 2030. Vậy chúng ta thấy rằng hiện nay thì đã có những xe buýt hiện đại hơn, đúng không? Và có thêm đó là chúng ta có thể điền là and metro, đó là tàu trên cao nhé. Vậy câu số 4 các em có thể điền từ metro. Đó, hoặc là trains, đúng không? Những con tàu. Tiếp tục về architecture, về kiến trúc. Phần kiến trúc có thứ nhất là mainly thế kỷ 20 chủ yếu là sử dụng cái gì? Vậy hiện nay more high rise buildings, những tòa nhà cao tầng nhiều hơn, đúng không? Nhiều tòa nhà cao tầng hơn. Vậy thì vậy thế kỷ 20 chúng ta thấy rằng chủ yếu là gì? Chúng ta sẽ thấy thông tin trong bài có nói đến như sau. Đây. People live and work in low-rise buildings. Low-rise building. Đó, mọi người sống và làm việc ở những tòa nhà thấp tầng. Được chưa? Vậy thì chúng ta thấy rằng thế kỷ 20 chủ yếu sống và làm việc ở tòa nhà thấp tầng. Vậy chủ yếu là các tòa nhà thấp tầng, các em nhé. Vậy thì chúng ta sẽ điền được đáp án trong câu số 5, đó là low-rise building. Low-rise building, đó. Những tòa nhà thấp tầng, được chưa nhỉ? Vậy đó là đáp án của bài số 4, nói về sự thay đổi của Hà Nội xưa và nay, của thế kỷ 20 và bây giờ. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang bài số 5. Bài cuối cùng có yêu cầu như sau. Working pairs, discuss the following questions. Hãy làm việc theo cặp thảo luận câu hỏi sau đây. Which one do you prefer to live in? Hà Nội in the past or Hà Nội at present? Why? Bạn thích sống ở đâu hơn? Hà Nội ngày xưa hay là Hà Nội hiện tại? Tại sao? Bây giờ chúng ta có thể lấy ví dụ. Mỗi người một quan điểm khác nhau, đúng không? Có người thì thích sống ở Hà Nội ngày xưa, có người thì thích sống ở Hà Nội ngày nay. Vậy chúng ta có thể nói, chúng ta có thể nêu quan điểm của mình là mình thích sống ở Hà Nội ngày xưa hay Hà Nội ngày nay, các em nhé. Đây là về bài số 5, phần reading ngày hôm nay. Ví dụ, hiện tại thì tôi thích sống ở Hà Nội hơn. Đó, tôi thích sống ở Hà Nội hiện tại hơn. Bởi vì tôi thích cơ sở vật chất hiện đại chẳng hạn. Vậy tôi có thể nói là gì nhỉ? I prefer to live in Hà Nội. Đó. At present. Đó, tôi thích sống ở Hà Nội hiện tại, đúng không? Hơn. Bởi vì, đó. Because I like the modern facility. Đó. Bởi vì tôi thích những cái cơ sở vật chất hiện đại, đúng không? I like the modern facility. Đó.
tôi thích những cơ sở vật chất hiện đại. Đó, việc đi lại ở Hà Nội ngày nay rất là thuận tiện chẳng hạn, đúng không? Chúng ta có thể nói là gì nhỉ? Getting around in Hà Nội. Getting around in Hà Nội, việc đi lại ở Hà Nội. Is very convenient. Is very convenient. Ở Hà Nội thì hiện nay rất là thuận tiện, nowadays. Đó. Vậy đấy, chúng ta nêu quan điểm của mình đúng không? Mình thích sống ở Hà Nội như vậy. Đó. Được chưa nhỉ? Vậy chúng ta chỉ cần trả lời ngắn như vậy thôi. Đó. Hoặc ví dụ như bạn mình đúng không? Bạn mình lại không thích sống ở Hà Nội. Đó. Không thích sống ở Hà Nội bây giờ. Bạn mình lại thích sống ở Hà Nội hơn ngày xưa hơn đúng không? Bởi vì là Hà Nội ngày xưa thì yên bình và tĩnh lặng hơn Hà Nội hiện tại. Và việc đi lại cũng an toàn hơn bởi vì mọi người chủ yếu là đi bộ hoặc là đi xe đạp chẳng hạn. Đấy, chúng ta có thể sử dụng những cái nguyên nhân là tại sao, những lý do tại sao mình lại thích Hà Nội ngày xưa hoặc là Hà Nội ngày nay các em nhé. Để chúng ta cùng thực hành lại. I prefer to live in Hà Nội at present because I like the modern facilities. Getting around in Hà Nội is very convenient nowadays. Rồi, vậy đó là phần reading ngày hôm nay. Vậy chúng ta sẽ cùng xem lại các từ mới ngày hôm nay nhé. Hôm nay chúng ta đã học được các từ mới, đó là 5 từ. Từ thứ nhất đó là từ residence. Danh từ resident mang nghĩa là cư dân. Đó, cư dân. Cô sẽ viết nghĩa lại em nhé. Cư dân. Tiếp tục từ colonial. Chúng ta có colonial là thuộc địa. Đó. Thuộc địa. Tiếp tục trạng từ gradually mang nghĩa là dần dần, từ từ, đúng không? Dần dần. Động từ modernizing mang nghĩa là hiện đại hóa. Hiện đại hóa. Và cuối cùng chúng ta có danh từ concern. Concern là mối quan tâm. Mối quan tâm. Đó. Vậy đó là 5 từ mới hôm nay chúng ta đã học. Và bài học phần reading ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Vậy hẹn gặp lại các em trong các bài giảng tiếp theo của lời dạy hay.com nhé. Goodbye.